Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm phân biệt công đức thứ 17. Lúc bây giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mệnh kim số dài lâu như thế vô lượng vô biên. Vô số chúng sinh được lợi ích lớn khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát A Dật Đa lúc đó ta nói Đức Như Lai thọ mệnh dài lâu như thế có 680 ức na do ta hằng hà sa. Chúng sinh được vô sinh pháp nhận lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấm bồi được muôn văn trì Đà La Ni lại có môn thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền Đà La Ni lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển tướng pháp luân bằng thôi. Lại có nhị thiên trung quân độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên quân độ vi trần số Đại Bồ Tát tam đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát đời sẽ được chính đẳng chính giác. Lại có ba tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có hai tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có một tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có tam thế giới vi trần số chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Lúc đứng phần nói ca vị Đại Bồ Tát đo được pháp lời trên giữa không dưới hoa mang Đà La Đà La Đề Đại vô lượng trăm nghìn muôn ưng càng đừng phần ngồi tranh tòa sư tử dưới gông cây bao và đại đứng tinh ca mâu ni phần cùng đứng đa bửu phần ngồi tranh tòa sư tử thấy trong tham bảy báo cùng rải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng lại rơi bồ bộ chiên đang trầm thủy hướng vân vân trong hư không trống trời từ kêu tiếng hay sâu xa. Lại đại nghìn thứ thiên đi thông sang chuối ngọc chân châu chuối châu ma ni chuối châu như ý khắp cả chính phương cạn lò hương bảo đó hương vô giá tự nhiên cầm đàn cùng vàng đại chúng. Trên môi đứng phần có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lòng thứ để mà lên đến trời phàm thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tung mang ơi khen ca đứng phần. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ
Phật nói pháp im to từ xưa chưa từng nghe. Thế con có chân lắng thọ mệnh chẳng thể lượng vô số căn phận tử nghe. Thế con phân biệt nói được pháp lợi đó vui mừng đầy khánh thân hoàng trụ bần bần thói hoàng được đà la đi. Hoàng vô ngài nhào thuyết muôn ân tiên tổng trì hoặc có cõi đại thiên số bi trần bồ tát mỗi vị đều nói được pháp luân bận thôi chuyện hoàng có trung thiên giới số bi trần bồ tát. Mỗi vị đều có thể chuyên pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên giới chỗ bi chẳng bồ tát còn dư lại tam đời sẽ được thành Phật đạo. Lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế có vi chẳng bồ tát theo số đời thành phần hoàng mộng tử thiên hạ số vi chẳng bồ tát còn dư có một đời sẽ thành nhân kia trí hàng chúng sinh như thế nghe phần thọ dài lo được vô lượng quả ba vô lậu răng thành tình. Lại có tam thế giới chỗ vi trần chúng sinh nghe Phật nói thọ mệnh đều quan tâm vô thường. Thế con nói vô lượng bằng cả tư nghi pháp nhiều được có lời hình như hư không vô biên. Lưỡi hoa thiên mang đà hoa ma ha mang đà thính phạm như hằng xa vô số cõi Phật đánh như chiên đàn trầm thủy lặng sang loạn xa xuống như chiến bay liền xuống rai cung cản đứng phần. Trong trời trong hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống ca lò hương đẹp bao đồ hương quý vô giá tự nhiên đều cùng khánh cúng vàng trang thế tôn. Chúng đại Bồ Tát kia cầm phan lòng bày báo cao đẹp muôn ức thư thứ lên lên phàm thiên trước môi môi đừng quà trang báo treo phan to cung dùng nghìn muôn kể cả bình cá như lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có nghe Phật thọ vô lượng tất cả đều vui mừng Phật tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tầng cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường. Lúc bây giờ phần bao ngài Di Lặc đại Bồ Tát A Dật Đa có chúng sinh nào nghe đến phần thọ mệnh dài lâu như thế nhận đến có thể xin một niềm tin giải được công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiền nam cử thiền nữ nhân vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia trong 80 muôn ức na do tha kiếp tu năm Phật Ma La Mật Bồ Thị Ma La Mật Trì Giới Ba La Mật. Nhận dùng ba la mật tinh tấn ba la mật thuyền định ba la mật trừ trí tuệ ba la mật đem công đức này sanh với công đức tiến giải chưa trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ngưng phần chẳng kiếm một.
nhận đến tính đêm đi dù không thể biết được nếu thiện nam tự thiện nữ nhân có công đức như thế mà thối thất nơi vô thường chính đẳng chính gia thời khuya không có lệ đoan. Khi ai đứng ra con muốn viên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người cầu tuệ vào trong 80 muôn ứng na do tha kiếm số tu năm ba là mận ở trong cảng kiếm đó bố thí cúng dàng phần. Và duyên giang đệ tử cùng ca chung Bồ Tát đồ uống ăn báo là thượng phùng và đồ nằm chiến đang dừng tính xa dung vườn rừng trang nghiêm bố thí như thế tại càng bóng đều vi diệu hơn ca phim số này. Để hồi hướng văn đạo nếu lại nhìn căn giới thanh tịnh không thiếu sót cầu nơi đạo vô thường được các phần khen ngợi nếu lại tu nhẫn nhục trụ nơi chỗ điều du dầu các an đến hài tâm đó chẳng quynh đồng. Các người có được pháp cứu lòng tăng thường mang thì bọn này kinh áo như thế đều nhận được hoàn lại chiến tinh tân trí niệm thường bền vững trong vô lượng ngưng kim một lòng chẳng thể thôi lại trong vô số kiếp trụ nơi chỗ vắng vẻ. Hoàng ngồi hoàng kinh hành trừ ngũ thường nhiễm tâm do các nhân duyên đó hay chính ca thuyền định 80 ức muôn kiếp an trụ tâm chân loạn đem phước thuyền định đo nguyện cầu đạo vô thường. Ta được những thiên tri tân ngàn ca thuyền định người đó trong trăm nghìn muôn ngư kiếp số lo tu ca không đương này như trên đã nói đó có thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mừng. Nhận đến một niềm tin phước đại hương phước kia nếu người tròn không có tăng ca can nghi hối thân tâm dày lãng tuyên phường đó nhiều như thế nếu có can Bồ Tát vô lượng kim thành đạo nghĩa ta nói thọ mừng. Đây thời tin nhận được các hàng người như thế định thù kinh điển này nguyện ta thở về lại sống lao đồ chúng sinh như thế con ngày nay vừa trong ca kho thánh đạo tràn rền tiếng lớn. Nói pháp không xa xa chúng ta đời về lại được mọi người tôn kính lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mệnh cùng thế nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thân hồng rộng hay tống trì tùy nghĩa giải lời phần những người như thế đó nơi đây không có nghi. Lại A Dần đã đeo có người nghe nói đừng phân thọ mệnh dài lâu hiểu ý thu của lời nói đó người này được công đức không có hàng lượng có thể sinh tuệ vô thường của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này hoàng bảo người nghe hoàng tử thu trì hoàng bao người thu trì hoàng tử chép hoàng bao người chép hoàng đem hoa hương chuỗi ngọc tràn phán lòng nhiễu dầu thơm đèn nên cung giang quyền kinh công đức của người này vô lượng vô biên có thể sinh nhật thiết chủng trí A Dần đa nêu thiền nam
miệng nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu xin lòng tin yêu chân trời chính là thấy đức phật tường ở núi Kỳ Xa Quật. Cùng chung Bồ Tát Lan và hàng thánh văn vây quanh nói pháp lại thấy cõi ta bà này đứng bằng lưu ly ngang liền bằng thẳng dây vàng như mà Bồ Đàn để ngăn tam néo đường cây bao bảy hàng căn đài lầu nhà thấy đều căn thứ bao hợp thành. Chúng Bồ Tát đều ở trong đó nếu có người tưởng quán được như thế phải biết đó là tưởng tình hiểu sao chẳng và lại sao đức như là gì đồ nếu có người nghe kinh này mà không chê bai xin lòng tùy phải biết đó đã tưởng tình hiểu sao chẳng. Muốn là người đồng cùng thù thì kinh này người này thôi là kẻ đầu đội đứng Như Lai A Dân Đa thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta ma dân chùa tham và cân tăng phường dùng bôn sử cúng vàng. Để cung dâng chúng tăng về cha vì thiện nam tứ thiện nữ nhân đó thù thì đồng cùng kinh điên này thời là đã dẫn tham tạo lập tăng phương cung dâng chúng tăng thời là đem xa lời của phần dẫn tham bãi bao. Cao rồng nhỏ lần lên đến trời phàm thiên treo ca khoan lòng và kháng linh báo hoa hương chùi ngồng hương bột hương xoa hương đồ cảm trong kỳ nhà không tiêu ống địch không hầu kháng thưa mua chơi. Dùng tiếng dòng tốt ca ngâm khen ngợi thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ứng kiếp đã làm việc cùng vàng đó rồi A Dần Đa nếu sau khi ta diệt đồ nghe kinh điển này có người hãy thu trì hoàng tử chép hoàng bao người chém. Đó là dừng làm tăng phương dung gô chiên đàn đó làm cung điện nhà cửa 32 sở cao bằng 8 cây đa là cao rộng nghiêm đẹp trăm nghìn tỳ kheo ở nơi trong đó vườn rừng áo tâm chỗ kinh hành. Hàng ngồi thuyền y phong đồ ngăn dương nền thuốc thang tấn cả đồ vui dậy đầy trong đó tâm phương có ngân ấy trăm nghìn muôn ngân nhà gan như thế số đó nhiều vô lượng dùng để hiền tiền cúng vàng nơi ta và tùy theo tăng. Cho nên ta nói sao khi Như Lai diện đồ nếu có người thù trì đồng tùng vì người khác nói hoang mình chép hoang bao người chép cung giang kinh quyền thời chẳng cần lại dừng chùa tham và tạo lập tăng phương cúng dường chúng tăng. Muôn lời có người hay thu trì kinh này mà gồm tu hành bồ thi kỳ giới nhân nhục tinh tăng nhân tâm trí tuệ công đức của người đây đơn thù thắng vô lượng vô biên thủy như không đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đánh bằng những thiên chủng trí nếu có người đồng tung thu trì kinh này vì người khác nói hoàng tử chép hoàng bao người chém lại có thể dẫn ta cùng tạo lập tăng phương cúng vàng.
nhiên người chúng sanh quan tăng cũng dùng trăm nghìn muôn pháp người khen mà người khen công đức của Bồ Tát Lai vì người ta dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này. Lại có thể văn tinh trì giới cùng người nhu hoa mà chúng cùng ở nhận nhục không trang chi niệm bền vững thường quý ngồi thuyền được các món định sâu tinh tâm mạnh mẽ nhiếp cá pháp lành căn lành chi trang giỏi gàng hỏi đáp a dần đã nếu sau khi ta diệt độ các thiền nam tư thiền nữ nhân thu trì đồng cùng kinh điển nay lại có các công đức lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chính đang chính giác ngồi dưới gông đạo thù dần ra cho của thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi. Trong đó bèn nên xây tham tăng ca trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật khi ai đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng sau khi ta diệu độ hay phụng tri kinh này người đó phúng vô lượng như trên đã nói đó đó thôi là đầy đủ tâm ca ca cung giang dùng xa lời xây tham bài bào để trang niệm. Chùa chiền rất cao rộng nhỏ lần đến phạm thiên linh bao nghìn muôn ứng gió đông vạn thiên màu lại trong vô lượng kiếp mà cung vàng thăm đó hoa hương ca chuỗi hồng thiên y cán khí nhàn thấm đèn dò nến thơm quanh cầm thường soi sang lúc đời ác mà pháp người hay trì kinh này thời là đã đầy đủ ca cúng dường như trên nếu hay trì kinh này thời như phân hiện tại dùng ngư đào chiến đang dựng tăng phường cung vàng nhà 32 sợ cao 8 cây đã la đồ ngoan y phụng tô dương năm đều đầy đủ trăm nghìn chúng nương ơn. Vườn rừng các ao tắm cho kinh hành ngồi thuyền các món đều nghiêm tốn nếu có lòng tin hiểu thù trì đồng tụng viên nếu lại bảo người viên và cũng dàng kinh quyển rải hoa hương hương bột dùng tu mãn chim bạc. A đề mục đa già ướm dầu thường đốt đó người cũng dạng như thế được công đức vô lượng như không vô biên phước đó cũng như thế uống lại trì kinh này gồm bố thí trì giới. Nhận dùng ơ thuyền đinh chẳng sân chẳng ăn khẩu cung kinh nơi tham miếu kim hà cán tỳ kheo xa lìa tâm từ cao thường nghĩ suy trí tuệ có gàng hỏi chẳng chẳng. Tùy thuần vì dạy nói nếu làm được hành đó không được chẳng lường được nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế phải dùng hoa trời đại áo trời trùm thân kia đầu mẫm tim chân lầy. Xin lòng tưởng như phần lại nên nghĩ thế này chẳng lâu đến đạo thù được vô lậu vô vi rộng lời các ngươi trời chỗ trụ chi của kia kinh hành hoàng ngồi nằm nhân đến nói một kề. Trong đây nên xài pháp trang nghiêm cho tôn đẹp các món
đem cung giang văn từ chỗ này trời là phong thu dũng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi năm. Kinh diệu pháp liên hoa quyền thứ năm toàn cầu an là bốn pháp bền tu thân được kê châu nội tiếng nhà ba coi bãi đạo binh bạn và tính đều rõ xa giới chúng ngộ vô sinh nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đức Văn Thù Cài Cao vừa dứt chân chuyên bền giữ môn pháp được an nhiên từ đấng vọt lên chúng nhiều nghìn. Ngài A Dần Đa Trung Tuyên Thọ Lượng Rộng Vô Biên. Nam mô A Dần Đa Bồ Tát. Nam mô A Dần Đa Bồ Tát. Nam mô A Dần Đa Bồ Tát.